Rồi, đúng rồi, cái biên nó dưới nó trên nó là sáng đó. Nhớ chỉnh cho nó nét nó u u lên đó. Tròn cho đẹp, u u lên, ừ nó phải u u lên. Đừng có đi nó là lài quá. Cái mí góc này là thấy nó hơi nhọn nè. Em u lên cho nó tròn lên. Ừ, nè nhúng màu đi. Không có màu sao nó u được. Nè, thầy chấm cái nó u nè. Nè, ẹo cái nó u nè, thấy chưa? Nè, thầy chưa ẹo cái nó u nè, à, chứng coi. Cong nhẹ cái đừng có nó u nè, u nè, u nè, u nè. Nhúng màu vô, không có màu sao nó có nó đậm đà được. Đúng không? À, u nè. U nè. Lướt xuống nè. Tập ta cái tay mình phải nhẹ nhàng lúc nè, lướt xuống nè. Tải xuống nè. Lan nhẹ xuống nè, ok không? Nè. Em phải có sự lan nè, lan đúng chiều nha. Nè, lan đúng chiều cho thầy nha. À, bén nét luôn nha. Ok không? Thấy nó mịn màng không? Bên đây là phải ngược lại nè. Thấy không? Ngược lại là tán tán ra, tán ra. Dùng tán nè. Tán nè, nhẹ nhàng xuống nè. À, ở dưới nó tối rồi đúng không? Ở đây mình chỉ nhẹ nhàng xuống thôi. Nó phải coi ra cái khối bầu á nha. Rồi, tiếp tục, em coi chỗ nào làm tiếp. Lá sen ảo và cố luôn nha. Cái rìa ở dưới là màu đậm á, cái rìa cái biên dưới cùng nó là màu đậm á, em phải đi cho nó đậm đà lên. Còn cái nó đang màu nhạt thì em chùi cho sạch cho gọi đi. Ừ, nó phải màu đậm á, nó mới đẹp. Cũng bầu bầu một xíu ha, nếu mình phễu á. Nó phải có độ dạng nha. Nhớ chỉnh cho sắc nét u lên. Dính vô luôn. Ừ. Liền lạc luôn. Ừ. Quay ngược lại đi cho nó dễ ha. Ừ, quay ngược lại chỉnh, đúng màu đậm chỉnh cho nó bén nét. Thầy dặn á, đừng có đi trân tru quá, em có những cái độ dợn. Ha, tự nhiên. Ví dụ đi, nói ví dụ đi. Để ngược lại rồi coi. Ừ. Dù người ta ở đây nè, người ta u nhẹ cái nè, nè. U như nè. Thấy không? Thầy có hai ba độ giận đây. Đó, nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi em tán cho thầy nhẹ nhàng, được không? Ý là em đừng có đi trân tru quá, nó không có đẹp đâu. Em phải tạo cho cái sự tự nhiên và mềm mại. Bằng cách là mình sẽ tạo những cái độ giận nhẹ nè. Đó, nó đâu có trân tru một đường lại, một đường thẳng hay là một đường gì đâu, hiểu không? Đó, em nhìn nè, có tự nhiên không nè, nè, phớt nhẹ lên. Tán nhẹ thầy ra, nè, được chưa? Ở dưới đây nó tối mà, nó phải đậm đi, cái đó mang dưới nó phải đậm nha. Ok không? Dù đây nó trơn tru quá nè. Mà nếu mà thầy không đi trơn tru gì đâu. Thầy có cho nó u xíu nè, nè, u xíu nè. Nó có cái đường u ở dưới, u lên nè. Rồi, thầy tán nhẹ ra, anh đừng có hơi u nhẹ lên nè. Không bao giờ thầy đi mặt trơn tru quá, không đẹp. Thì nhắc lại, đó, em nhìn cho em thấy cái đường vợn nó tự nhiên không? Đúng không? Đừng có để nó trơn tru quá nha. Cố gắng nha. Ờ, à, vậy nó mới tự nhiên. À, nhẹ thôi. Đừng, rồi lăn lăn nhẹ ra thôi. Thầy nhắc lại là phải bén nét nha. Rồi, ok. Đây là hoa sen. Quá đẹp rồi, thấy chưa? Lá sen ảo tung chảo luôn. Đó. Ừ, đó lan lan nhẹ lên đó, không nhìn vô xem thấy bao nhiêu màu trong đó, thấy chưa, hiểu vấn đề không? Bao nhiêu màu trong đó nha. Ờ, còn cuốn làm đi, lấy cái cọ này làm cho dễ nè. Đó. Đây nè, lấy con này nhỏ lại lau sạch đi, lau sạch sẽ rồi nhúng màu đậm đi luôn. Vậy đứng cái đường theo đường sống á, đừng có bè cho nó bè cái cỏ hết, đi từ tốn thôi, đừng có nôn ra giống như là cánh hoa vậy đó, từ tốn thôi, cái cuốn dễ quá mà ráng làm rồi cho đẹp đó, rồi vậy không
chưa đè cái cọ xuống cho bè ra là không có được nha. Ừ, cho nó dài dài xuống xíu.